nhân viên Office Sài Gòn rồi, làm việc rất là chuyên nghiệp, rất là nhanh nhẹn, nói chung là mọi người rất là nhiệt tình và cũng rất là hăng hái trong công việc. Tấn thì cũng gọi là cũng rất là nhanh, lúc đó mình cũng rất là hài lòng với cái sự bộ nhân viên của bạn. Về Xương thì mình rất là ưng cái cách làm việc của bạn ý, vì ở bạn ấy khai thác rất là kỹ thông tin của khách hàng, ví dụ như là nhu cầu này, diện tích sử dụng này, hay là bạn ấy hỏi luôn cả loại hình kinh doanh dịch vụ của bên mình, số lượng nhân sự là bao nhiêu. Và bạn ấy có đưa cho mình rất nhiều cái option, cũng như là phân tích cho mình là mỗi cái ưu điểm, nhược điểm của mỗi loại bất động sản này là gì. Anh nghĩ hỗ trợ là chở chị đi coi luôn, yeah. Tại vì chị không có đi xe được, yeah. Nhưng chị thấy là bên cái dịch vụ của bên bạn và cả nhân viên bên bạn rất là hỗ trợ chị luôn, yeah. Chở chị đi coi văn phòng rồi á hả, giúp chị deal với lại chỗ tòa nhà luôn, tại vì chị không có nhiều thời gian để deal á. Anh Hạnh thì anh hỗ trợ hết mình và anh đáp ứng được những cái yêu cầu bên mình đưa ra. Bạn Trọng thì nói chung là bên chị muốn thắc mắc và muốn biết nhiều vấn đề thì bạn Trọng đã giải quyết cho, trả lời những thắc mắc cho bên công ty chị và giải quyết được những vấn đề đó rất là nhiệt tình. Chị có đánh giá gì về cách hỗ trợ của anh Thiện ạ? Thiện rất là nhiệt tình và nói chung là rất là hết sức để giới thiệu được cái sản phẩm tốt cho mình, cũng tư vấn rất là kỹ. Thì họ nó cũng, bạn nó cũng hỗ trợ bên chị rất là nhiều, tại vì chị cũng nói ra cái nhu cầu bên chị là diện tích bao nhiêu và cái tầm giá như thế nào, mà quận mấy, quận tư thì họ cũng tìm hiểu thông tin rồi xong thì đưa ra là chỉ có tòa nhà nó phù hợp với cái bên chị thôi. Phương đã mang rất là nhiều khách bạn kỹ, và Nga cũng đem rất là nhiều hợp đồng văn phòng dịch vụ đến cho bên mình. Mình đánh giá cao về đội ngũ nhân viên Office Sài Gòn vì đã đem rất là nhiều khách tốt đến cho bên mình. Sau khi chị làm việc với bạn Liên và nhận được những cái báo giá và dẫn đi coi thị trường thì chị thấy cách làm việc bạn rất là chuyên nghiệp. Office Sài Gòn thì rất là nhiệt tình. Chị đánh giá cao rất là các bạn và các sản phẩm rất là đa dạng. Miss Lan rất là nhiệt tình trong cái quá trình tìm kiếm. Thì có thể là do Miss Lan có nhiều kinh nghiệm cho nên lần đầu tiên giới thiệu cho mình một cái văn phòng Office Hoàng Diệu là bên mình đã ưng ý rồi. Bạn Kim nhận đến khách hàng thì bạn Kim rất là dễ thương. Đến trao đổi khách hàng thì nói chung là đến là khách hàng sẽ chịu ngay. Bạn Hào, bạn Liên và Tấn, các bạn rất là nhiệt tình, theo dõi xuyên suốt khách từ đầu khi ký hợp đồng. Là anh Đức rất hỗ trợ cho bên công ty. Chị rất là hài lòng, rất là vui khi được làm việc với Office Sài Gòn. Và em Dung, hai là em Sương, và đặc biệt nhất là em Tâm. Chị có cái câu chuyện nhỏ nhỏ chị muốn kể cho tụi em. Là có một bữa em Tâm tới tòa nhà của chị lần đầu tiên, hay là lên gặp cô Đệ Tinh và nói em ơi đẹp quá. Thế là cô Đệ Tinh nói gì đẹp anh, thế là anh ta nói tòa nhà quá đẹp. Thế là lúc khi Tâm về thì là cô bé Lệ Tinh quay qua chị nói em tưởng ảnh khen em chứ, ai giờ khen tòa nhà. Đó, để lại cho chị một cái nhớ rất là funny. Doanh nghiệp đang tìm kiếm cái văn phòng để mở rộng văn phòng cũng như là setup văn phòng mới, đó là tìm được những cái đơn vị uy tín như Office Sài Gòn để có thể tiết kiệm cái thời gian cũng như chi phí của mình trong quá trình tìm kiếm và đưa doanh nghiệp của mình vào vận hành một cách sớm nhất. Trong quá trình mà tìm kiếm văn phòng thì mình thấy hiện nay có rất nhiều công ty về bất động sản, đặc biệt công ty môi giới, địa ốc, thì để mà mình rút ngắn được thời gian cũng như là cái chi phí cơ hội cho quá trình mình tìm kiếm mặt bằng mới thì có thể lựa chọn Office Sài Gòn. Bởi vì đây là một cái công ty mà mình đánh giá là cái đội ngũ nhân viên khá năng động và nhanh nhẹn trong quá trình mà cung cấp các địa điểm mà mình thấy rất phù hợp. Office Sài Gòn cho thuê văn phòng chuyên nghiệp, hotline 0987 110011.